Kính chào quý bà con, chúng ta ai ai cũng biết mùa màng có bội thu hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc kiểm soát sâu bệnh. Những kẻ phá hoại như rầy nâu, rầy bông, bọ xít mũi luôn là nỗi ám ảnh của bà con trong mỗi vụ mùa. Nhưng hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến bà con một giải pháp tuyệt vời, Profestock 400, loại thuốc trừ sâu siêu mạnh giúp đập tan rầy nâu, rầy bông, bọ xít mũi ngay tức thì. Chỉ cần một lần phun đầu tiên, bà con sẽ thấy ngay được hiệu quả. Thuốc không chỉ diệt sâu nhanh mà còn lưu dưỡng lâu, bảo vệ cây trồng trong suốt giai đoạn phát triển. Profestock 400 được bào chế từ hai thành phần đặc biệt: Buprofezin chỉ 400g 9 lít, phụ gia chống kháng là 600g 9 lít. Thuốc hiệu quả cao trên nhóm côn trùng chích hút, hiệu lực kéo dài. Thuộc nhóm điều hòa sinh trưởng côn trùng, làm ngăn chặn không lột xác gây chết côn trùng, dạng thuốc FC có tính mát, dễ phối trộn và sử dụng linh hoạt. Về cách sử dụng, bà con cần đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì đã cho để sử dụng thuốc phù hợp với từng loại cây trồng nhé. Mọi thắc mắc chi tiết, bà con hãy để lại số điện thoại ngay bên dưới bình luận. Bên em sẽ có ngay đội ngũ kỹ sư nông học tư vấn và hướng dẫn đặt hàng cho bà con mình nhé.